Nga tung quân dự bị, Ukraine điều mũi tiến công xuyên phòng tuyến Donbass. Quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục cuộc chiến giành lại thành phố Bakhmut tại miền Đông, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm giữ vững mặt trận này. Đối phương đã huy động thêm lực lượng dự bị và nỗ lực hết sức để ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cập nhật tình hình tại thành phố Bakhmut trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 6. Bà Malia cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm hơn 3 km tại khu vực Bakhmut, tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass miền Đông trong 10 ngày qua. Các phóng viên của AFP chứng kiến pháo binh Ukraine tiếp tục bắn vào các vị trí của Nga xung quanh Bakhmut. Theo ông Andriy Kovalov, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine đã đạt được bước tiến từ mặt trận Bakhmut. Theo hướng Bakhmut, quân đội Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực tiền tuyến Robdolivka, Krasnopolivka và Berkhivka, Yahizhne và đã thành công, ông Kovalov xác nhận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính tại khu vực Donetsk và Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka với hàng chục cuộc giao tranh trong một ngày. CNN dẫn lời một blogger quân sự Nga thừa nhận những bước tiến của đối phương tại sườn Bakhmut và giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại khu vực này. Cả hai bên cũng đụng độ ở những khu vực khác dọc theo chiến tuyến Donetsk, đặc biệt là phía tây thành phố Donetsk. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đang chiến đấu với quân đội chính quy Nga tại Bắc Mút sau khi tổ chức quân sự Tương nhân Nga Wagner rút khỏi mặt trận này và bàn giao trận địa cho quân đội chính quy Nga. Ngoài mặt trận miền Đông, quân đội Ukraine cũng tuyên bố giành được một số bước tiến tại mặt trận phía Nam. Các báo cơ quân sự Nga tuyên bố lực lượng Ukraine tại mặt trận Zaporizhia đang tập hợp lại. Tại khu vực Zaporizhia phía Nam, giao tranh vẫn tiếp diễn ở làng Makarivka theo hướng Bryansk. Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalov cho biết, ngoài ra các cuộc giao tranh cũng đang diễn ra khúc liệt ở khu vực lân cận các làng novodalivka và novoporovka không một vị trí nào bị mất ở nơi các binh sĩ ukraine đang phòng ngự ông kovalov tuyên bố theo thứ trưởng quốc phòng ukraine lực lượng quân sự nước này đang tiến công từng bước và duy trì sự ổn định tại khu vực phía nam đối phương đã kháng cử mạnh mẽ tại mặt trận phía nam bà malia nói đề cập tới các bãi mìn máy bay không người lái tấn công và các trận tập kích dữ dội của quân đội nga hai mặt trận phản công chủ yếu hiện nay của ukraine là zaprizhya và Donetsk. Giới chức quân sự Ukraine xác nhận lực lượng quân sự nước này đã giành lại 7 ngôi làng với tổng diện tích hơn 100 km2 trong đợt phản công trong những ngày vừa qua. Giới chức Mỹ thừa nhận Ukraine chịu một số tổn thất khi bắt đầu chiến dịch phản công trong một tuần qua nhưng vẫn còn tiềm lực chiến đấu. Ukraine sẽ tiếp tục tổn thất trong trận chiến nhưng lực lượng Ukraine vẫn còn rất nhiều năng lực và sức mạnh chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin nói trong cuộc báo tại trụ sở NATO tại Bucsambi ngày 15 tháng 6. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Ukraine đã đạt được bước tiến ổn định trong chiến dịch phản công nhưng đã gặp phải một số khó khăn. Đây là một cuộc chiến rất khó khăn, đó là một cuộc chiến khốc liệt và có thể sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể và chi phí cao, tướng Milley nói trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Austin. Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ phối hợp cùng với nhau để gửi khí tài phòng không, trong đó có tên lửa cho Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev trước cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Ukraine tuyên bố kiểm soát một số khu vực xung quanh Zaporizhia. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksiy Fromov ngày 16 tháng 6 cho biết các lực lượng của nước này đã kiểm soát hơn 100 km vuông lãnh thổ theo hướng Zaporizhia ở đông nam Ukraine trong tuần vừa qua. Phát biểu với báo giới, ông Oleksiy Promorov nêu rõ, trong tuần qua, chúng tôi đã tiến sâu vào chiến tuyến của đối phương tới 3 km gần khu vực Malatokmaka và 7 km về phía nam Velika novosilka Ukraine đã giành quyền kiểm soát 7 khu định cư tại Zaporizhia. Hầu hết các khu định cư này là những ngôi làng nhỏ. Nga đang cố gắng tiến công tại các khu vực khác, đồng thời tăng cường hoạt động tấn công tại Kharkov và dọc theo nhiều vùng tại mặt trận Donetsk. Nhưng tại Bakhmut, họ đang rơi vào thế yếu. Ở mặt trận Donetsk, lực lượng Tavria của chúng tôi đã tiến được 1 km trong một nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật của họ gần thị trấn Vuhledar. ông Oleksiy Promov cho biết thêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Vostok của nước này đã tiến hành không kích kết hợp với sử dụng hỏa lực pháo binh và hệ thống phun lửa hàng nặng để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực. Trung tá Oleg Jacob, người phát ngôn của nhóm tiến công Vostok của quân đội Nga cho biết, ở hướng Rusnodonetsk, các đơn vị của Vostok với số trợ của pháo binh và máy bay đã gây thiệt hại về hỏa lực cho kẻ thù đang cố gắng tiến hành các chiến dịch phản công. Theo ông Oleg Chekhov, các đơn vị cơ giới của nhóm đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương: Krovosilka, Novodaripka và Nivashne. Ba khu vực đã xảy ra giao tranh ác liệt trong vài ngày trở lại đây. Sát thủ chống tăng của Ukraine chống chịu đòn hỏa lực trực diện của Nga. Ukraine đăng tải bức ảnh xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ cho Ukraine bị pháo nga đánh trực diện nhưng vẫn sống sót. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia đăng các bức ảnh chụp xe tăng Bradley lên Telegram, mô tả rằng đây là thiết giáp đã sống sót sau cú đánh trực diện bằng hỏa lực của lực lượng Nga. Bức ảnh đầu tiên cho thấy một chiếc Bradley của Ukraine sau khi trúng đòn trực tiếp từ tên lửa Grad. Bức ảnh thứ hai cho thấy kiếp điều khiển chiếc Bradley này đã sơ tán thành công sau khi trúng đạn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên các phương tiện quân sự khác. Chiếc Bradley bị hư hỏng đang được sửa chữa, bà thông báo. Bà cho biết lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 47 báo cáo rằng một thiết giáp Bradley của đơn vị đã bị tên lửa bắn trúng tháp pháo, gây bốc cháy khi đang tác chiến. Kim điều khiển đã thoát ra ngoài và lái xe đã đưa thiết giáp tới vị trí an toàn và dập lửa. Một binh sĩ bị thương nhẹ. Ví dụ này chứng minh rằng khả năng sống sót vượt trội trong chiến đấu mà nhà sản xuất Bradley hứa hẹn không phải là lời nói suông. Bradley giúp đảm bảo được điều quý giá nhất, mạng sống của các quân nhân Ukraine và thép thì luôn có thể được sửa chữa. Không có phương tiện nào là không thể bị phá hủy, nhưng có phương tiện có thể cứu sống binh sĩ, bà nhấn mạnh. Vào tháng 1 năm nay, Mỹ đã bắt đầu chuyển những thiết giáp Bradley đầu tiên từ Ukraine sau khi cam kết viện trợ cho Kiev hàng trăm phương tiện bọc thép. Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970 để đối phó với xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô. Ngoài khả năng chở binh sĩ và bảo vệ cho bộ binh trên chiến trường, xe bọc thép này còn được coi là một loại sát thủ chống tăng khi được trang bị hai hệ thống phóng với bảy tên lửa chống tăng TOW. Lớp giáp của Bradley có thể chịu được hỏa lực hạng nặng của đối thủ. Các chuyên gia quân sự nhận định xe bọc thép M2 Padley có uy lực và khả năng tác chiến vượt trội so với nhiều dòng xe chiến đấu bộ binh trong biên chế của quân đội Nga lẫn Ukraine. Chuyên gia Mark Kansian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS gọi Padley là xe tăng hạng nhẹ giúp tăng cường khả năng chiến đấu trên bộ cho lực lượng Ukraine so với xe bọc thép chở quân M113. Theo giới quan sát, xe chiến đấu bộ binh M2 Padley là một khí tài hết sức cần thiết cho chiến dịch phản công của Ukraine. Đây là loại xe bọc thép đáp ứng hai yêu cầu, đó là có thể di chuyển binh sĩ trên chiến trường một cách an toàn trước hỏa lực hạng nhẹ của đối phương. Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh này cũng có thể được trang bị một số khí tài hạng nặng như pháo, tên lửa chống tăng có điều khiển để tăng cường hỏa lực trên chiến trường. Các xe tăng chiến đấu thông thường với hỏa lực vượt trội có thể dễ dàng tạo sự áp đảo về lực lượng phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, để có thể chiếm giữ được các cứ điểm phòng ngự, việc đưa bộ binh vào cuộc là điều không thể thiếu. Ukraine chuẩn bị cho đòn tấn công quyết định. 25 lữ đoàn trở lệnh. Ukraine đang tập trung khoảng 8 lữ đoàn tại Urykovo ở mặt trận Zaporizhia, sẵn sàng tiến quân xuống phía nam mở toang cánh cửa phòng ngự của Nga. Hơn 15 lữ đoàn Ukraine phía sau trở lệnh. Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng khí tài phóng từ trên không tầm xa có độ chính xác cao vào các địa điểm sản xuất máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Tất cả các đối tượng được giao đều bị đánh trúng, hoàn thành mục tiêu. Trong ngày 15 tháng 6, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện các chiến dịch tấn công ở hướng Nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk. Tại khu vực mỏm Kremevsky, nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine trong khu định cư Novopol ở Donetsk và Levadnye thuộc Zaporizhia. Có tới 25 quân nhân Ukraine và 3 xe tăng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tại các khu định cư Novodarovka, vùng Zaporizhia, Nechuknoye và Velikaya Novosenka tại Donetsk, các điểm tập trung quân và khí tài trang bị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128, lữ đoàn cơ giới số 31 và lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraina đã bị tập kích. Ở hướng Zaporizhia, lực lượng tên lửa đã tấn công các đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraina trong khu định cư Lubitske. Một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 65 Ukraina đã bị phá hủy gần khu định cư Omenik, vùng Zaporizhia. Tổng thiệt hại của Ukraina ở các hướng này lên tới 155 binh sĩ, 3 xe tăng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, một pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất cũng như pháo MSTB và D30. Theo hướng Donetsk, cụm lực lượng phía nam đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Radolovka, mayskoye Krasnogorovka và Marienka tại Donetsk. Tại các khu định cư Aptemovo, Vanovka, Vyamka và Apivka tại Donetsk, các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 24, 54 và 110 Ukraine đã bị lực lượng tên lửa và không quân đánh bại. Trong cuộc giao tranh theo hướng này, có tới 340 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép và một số khí tài khác bị phá hủy. Các kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 24, lữ đoàn bộ bộ đường không 79 và lữ đoàn pháo binh số 47 Ukraine đã bị phá hủy tại các khu định cư Novo Mikhailovka, Novgorodskoye và Slavnoye tại Donetsk. Trên hướng Kubiansk, cùng lực lượng phía Tây đã tấn công vào binh sĩ và khí tài trang bị của Ukraine trong các khu định cư Maisyutovka, Monchanovo, Kislovka và Berestovoye tại vùng Kharkov. Tổn thất của đối phương theo hướng này lên tới 30 quân nhân Ukraine. Theo hướng Krasnolimansky, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh từ nhóm lực lượng vũ trang trung tâm đã gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine trong khu định cư Nepskoye, Chernovaya, Diprova ở Lugan, cũng như khu lâm nghiệp Serebryansky. Trong ngày, hơn 50 quân nhân Ukraine, hai pháo tử hành ancasia và Kopdika, cũng như một khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy. Theo hướng Kherson do hỏa hoạn, hơn 35 quân nhân Ukraine, 11 phương tiện cũng như pháo MSTB và D30 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.